Rồi, Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con là một số đồ gỗ, đồ gốm ha. Đó, em có một bộ trường kỷ với hai bộ tranh ha, hai bức tranh ha bà con. Một bức tranh thuận bờm xuôi gió nhỏ và một bức tranh đồng quê lớn nha. Với một số đồ gốm sứ Nam Bộ. Đó, với gốm sứ Tàu nha bà con. Đó. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Cái số có Zalo, bà con có mà cần hình ảnh chi tiết gì có thể liên hệ với mà kết bạn, em sẽ gửi ảnh thêm nha bà con. Đây là mã số 1A ha, 1A, bữa nay em có một bộ trường kỷ ha, trường kỷ Huế, ba món nha bà con. Đó, trường kỷ này trường kỷ chân móng nha. Đó, bộ này cũng khá lớn, khá đẹp nha bà con. Đó, hàng này em bao cho bà con tuổi đời từ 30 năm trở lên. Đó, trường kỷ Huế. À, này giờ đục chạm tay luôn nha bà con. Đó. Để em đo cái kích thước luôn ha. Đó, bây giờ em đo kích thước cái chiều dài cái bàn này trước ha. Cái bàn này là 137 nha bà con, 136 máy nha. Đó là cái mặt bàn không ha. Đó, còn cái phủ bì nó dưới đây tới đây là 144. Cái chiều cao là 75. Đó, chiều cao cũng khá cao nha bà con. Đó, cây này là cây gõ mật nha bà con. Ngang mặt bàn đây, ngang miếng dán này luôn, đây là nó 54. Đó. Còn từ chân này qua chân này là nó 57 nha bà con. Đó. Còn cái đố chân đây là 6 phân nha bà con. Đó, xuống đây thì vuốt nhỏ lại nha. Xuống đây nó chỉ còn là 5 phân thôi. Đó, chân móng rất là đẹp ha. Gỗ này là gỗ gõ mật nha bà con. Đó, dân gỗ rất là đẹp luôn nha. Đó, bàn này là cũ rồi. Đó. Cái này mình để như gì mình chơi luôn đi, mình xài luôn, mình khỏi cần mình đánh bóng hay sơn phết gì thêm. Màu này màu nó rất là đẹp rồi. Đó. Rồi, tới em đo cái ghế em thông báo cho bà con luôn ha, thông số luôn. Đây, 183. Đó là phủ bì nha bà con. Đó là lọt, còn lọt lòng của cái ghế này là 170. Đó. Cái chiều cao tới vách này luôn là nó 92, gần 93. Đó. Tới dáng ngồi đây là nó 50 nha bà con. Đó. Cái chiều ga của nó là 46 gần 47 ha, 46. Đó. Trường kỷ Huế ha. Đây. Mấy chỗ này mình vẫn còn xài tốt nha bà con. Đó. Nó cũng còn rất là mướt ha. Đó. Cái ghế mình xem cái ghế luôn nha. Số điện thoại giao lưu của em không là 0939442212, số có Zalo nha bà con. Bà con có mà thích món nào thì cứ liên hệ với em. Đó. Đây. Còn rất là êm nha bà con, em bao cho bà con từ 30 năm trở lên ha. Đó, khá cũ rồi. Cũng có một số cây nó hơi cứng nha bà con. Cái bộ này rất là đẹp. Đó, ở ngoài nhìn rất đẹp nha bà con. Đó, dân gỗ gõ. Đó, nhìn khá nặng nha bà con, hai người khiêng cũng khá nặng ha. Rồi, khiêng gan tới. Cái này là toàn bộ là xài mỏng không nha bà con. Đó. Ghép mỏng không ha. Này cho nằm xuống luôn. Đó. Xem kỹ giùm em ha bà con. Đó. Số điện thoại Zalo của em là 0939442212. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ ha. Bà con mình ở gần có thể mình lại mình xem trực tiếp cho nó được rõ hơn ha bà con. Con này khá là đẹp luôn nha bà con. Đó. Cái này lâu lâu mới kiếm được một bộ ha. Đó. Cái dân gỗ á, nhìn rất là đẹp, rất là mịn ha. Gỗ gõ mật nha bà con. Đó. Cái này chỉ hai ghế thôi, hai ghế với một cái bàn. Cái này dàn chân móng thì rất là đẹp. Đó.
này là mẫu 1A mà con. Đó. Những cái con ốc vít này đó bà con, là người ta bắt thêm để gia cố thêm nha bà con. Người ta mới bắt sau này gia cố cho bàn của nó được cứng ha. Tại cái thời gian lâu quá rồi. Đây, nó cũng có những con ốc vít đây. Đó. Gia cố lại. Đúng rồi. Để cho nó được cứng cáp hơn. Rồi. Cái ghế này cũng giống luôn, cái ghế cũng giống luôn. Rồi tiếp tục mã số 2. 2A là em có một bức tranh lớn nha bà con. Bức tranh này là khá lớn nha. Đó. Tranh này là tranh cảnh đồng quê nha. Đó. Tranh này là tranh gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ nha bà con. Đó. Khá là nặng, cỡ khoảng 50kg, hai người khiêng rất là nặng nha bà con. Đây, hàng này hàng cũng gần đây. Đó. Không quá cũ. Đó. Cũng hàng cũ nhưng mà không có quá cũ nha. Cao nó là 106, 107 nha bà con. Đó. À, 106 luôn nha bà con. Qua cũng 106 luôn ha. Đó, lọt lòng ở đây. Lọt lòng cái bức tranh này thì nó là 177 nha. Là tới ngoài đố này luôn nha bà con. Đó. Tới ngoài đố là 108 nha bà con. Rồi lọt lòng ở trong miếng dán này không, miếng tranh này không là 173 ha. Đây. Ngang lọt lòng này luôn là nó 64 nha bà con. 63. Đó, cái này là cận ốc xà cừ ha, ốc khá đẹp nha bà con. Đó, rất là chi tiết, rất tơ tóc ha. Gỗ gõ đỏ nha bà con. Đó, miếng này rất là lớn, khá nặng luôn. Tranh đồng quê, tích đồng quê ha. Đó. Mở số 2A ha bà con. Đây, nhìn cái ốc cẩn rất là tơ tóc, rất là đẹp luôn. Đó, một bức tranh đồng quê. Đây. Số điện thoại Zalo của em là 0939442212. Đó, số Zalo bà con kết bạn em gửi hình ảnh thêm ha, hoặc video thì mình cần các em qua em gửi thêm, mình xem cho nó kỹ. Tranh đồng quê. Đúng rồi, tranh đồng quê. Đó, con trâu đi cài. Đó. À, những mặt hàng này em cũng thường xuyên là hàng gỗ em cũng thường xuyên có rồi nha bà con. Còn những cái bức tranh này thì lâu lâu em mới có sưu tầm được một vài bức thôi ha. Lâu lâu em mới lên được một lần. Đó. Những cái hàng này em thông báo gần đây thì em sẽ báo gần đây nha bà con. Đó, còn hàng cũ em sẽ báo hàng cũ cho bà con. Đó. Đây cái mặt sau. Mặt sau bà con mình xem ha. Đó. Cái đố là khá dày nha bà con. Đố này rất là dày. Đố này là đố gần 50 ha, 5 phân ha. Cao của đố là một tấc nha bà con. Đó, cái đố này cao một tấc ha, chín mấy gần tấc. Tới đây là gần tấc rồi. Cái này là 5 phân nha bà con. Đó, đố khá dày luôn. Đó. Đó bà con mình xem kỹ ha. Đây là cái móc mới vô, gắn vô đây ha. Dạ, móc mới để mình treo. Này rất nặng nha bà con, khoảng 50kg nha. Thấy không đó, khoảng 50kg. Rồi, cái bức tranh đồng quê mã số 1 này em giao lưu, mẫu số 2A này em giao lưu với bà con là giá là 25 triệu. Em bao ship toàn quốc nha bà con. 25 triệu ha. Đó. Tiếp tục mã số 3, một bức tranh thuận bờm xuôi gió nha bà con. Đây. Đây, cái khổ của bức tranh này là 81m6. Đó. Bức tranh này cẩn rất là tơ tóc, rất là đẹp nha. Ốc cũng khá đẹp luôn. Rồi em lọt lòng cái miếng tranh gỗ này. Nguyên miếng liền khối này là nó 50 nha bà con. 50, ở đây là 130 nha bà con. Đó. Đố này là đố cũng 5 phân luôn ha. Đố cũng khá dày, rất là dày nha bà con. Đó, hàng này cũng là hàng gõ đỏ luôn ha. Em bao gõ đỏ cho bà con, cái này là 8 phân, 9 phân, 8 phân, 8. Đó, em bao gõ đỏ cho bà con. Hàng này cũng cũ thôi chứ không phải là xưa hay bà con. Hàng cũ thôi, hai tấm là hàng cũ thôi. Đó. Cái này mình trưng lên ở nhà trước phòng khách rồi, rất là đẹp luôn, rất là sang trọng luôn. Đó.
Mã số 3A này em giao lưu bà con là 16 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 16 triệu. Đó, là một bức tranh thuận bườm xuôi gió nha bà con, tích thuận bườm xuôi gió. Đó. Đó, mình xem cho kỹ ha. Những dạ, cái gỗ mà nó cũ hay mới là mình nhìn mình biết nha bà con. Đó, cái gỗ này nó cũng xuống mà nó cũng cũ ha. Gõ đỏ, hai bức tranh là gõ đỏ hết. Đó. Bức tranh là gõ đỏ. Rồi, quay lại đây. Rồi, tiếp tục mã số 4. Số 4 em có một bức một cái tấm tranh chữ tâm lốc lịch nha bà con. Này là lốc lịch gỗ gõ đỏ, hàng này là hàng cũ ha. Hàng này là hàng cũ. Đó. Cái này cao. Chiều cao là 62 rồi. Ngang quan gì là 40 nha bà con. Đó, 62 40. Đó. Lốc lịch chữ tâm rất là đẹp nha bà con. Ốc cẩn khá đẹp nha. Đó, cái mặt gỗ dân gỗ nhìn rất đẹp luôn. Đây là cái mặt sau nha bà con. Đây. Đó. Này khoảng 3 phân ha, dán gỗ này khoảng cái miếng đố này khoảng 3 phân. Rồi mã số 4A này em giao lưu bà con là 1.800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con, một miếng tranh chữ tâm ha. Một lốc lịch chữ tâm. Lốc lịch này mình có thể xài năm này qua tháng nọ được ha. Mình không cần phải thay, mình chỉ thay lịch thôi. Đây tiếp tục là em có một cái đĩa công nha bà con. Đĩa này đĩa là phu thê viên mãn ha, tích phu thê viên mãn. Đó, rất là đẹp luôn, cẩn nhìn rất là nét luôn, sắc ha bà con. Rất là sắc nét. Gỗ gõ đỏ luôn. Đó. Dĩa này là dĩa 40 nha bà con. Lô này em còn cũng khá nhiều, bà con có xài số lượng thì em cũng có cho bà con ha. 46. Số lượng khoảng 5-10 cái nha bà con. Có ha. Đó, ốc màu đỏ gực rất là đẹp luôn. Đó, cũng gần đây thôi. Đó. Đây mặt sau nha bà con. Đó. Rồi cái đĩa này em giao lưu bà con là giá 3 triệu, em bao ship toàn quốc. Đây cái cặp công này nhìn rất là đẹp luôn, rất là có hồn luôn nha bà con. Một có chân luôn này, chân luôn nguyên bộ. Mã số 6A. 6A là một cụ Di Lạc đứng trên một cái thỏi vàng rất là lớn nha bà con. Đó. À, mình đem cụ về mình trưng bày phong thủy, đem tài lộc về cho mình ha. Chiều cao như là 49. Đó, gần 50 nha bà con. Tổng cái hoành đế chân ở dưới đây là 52. Đó. Cụ Di Lạc này là gỗ hương. Đó, gỗ hương Gia Lai nha bà con. Đó, cái này ta có một số nước sơn ta sơn lên đó nha. Đó. Đó, mặt sau đây. Đó, dân gỗ rất là mịn, rất là đẹp nha. Đó. Mình nhìn gỗ tốt là mình biết ngay nha bà con. Đó, cái dân của nó rất là mịn và đẹp luôn ha. Rồi mã số 6A này em giao lưu với bà con là giá 2.200.000, em bao ship toàn quốc một cụ Di Lạc ha. Đó, này khá nặng nha bà con. Đây cũng là một cụ Di Lạc giác cành đào ha. Đó, trên đó có những đứa em bé luôn nha bà con. Cao như gì là nó 50. Đó, cao tới đó 50 nha. Đây, cái hoành tổng vị trí này là 52. Đó. Gương mặt ông tươi cười rất là phúc hậu ha, rất là đẹp nha bà con. Đó. Đó, những đứa bé ở đây cái này đục là chạm đục rất là tinh tế luôn, thủ công rất là cao nha bà con. Đây là mặt sau. Đó. Rất là có hồn nha bà con. Đó, rồi cụ Di Lạc này em cũng giao lưu với bà con là 2.200.000. Hàng này là hàng mới toanh luôn ha, hàng mới toanh luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0939442212. Đây em còn một cái bình gót nghe nha bà con. Đây bình này mình dùng để trưng bày bài trí phong thủy đồ rất là tốt nha. Đó. Này là linh vật nha bà con, mình trưng bày trong nhà đồ phong thủy rất tốt luôn ha. Đó, 45 là chiều cao. Đó, cái bụng bình là 56. Đây cái chân bình dưới đây là 44. Đó. Đây nha bà con. Chân đế. Đó, hàng này hàng rất là cũ rồi ha, khoảng 20 năm nha bà con. 20 năm đổ về nha. Đó, em giao lưu với bà con là 1.600.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. Đây, mã số 9A. 9A là một cái bình hút lộc ha bà con. Đó. Hay là những vị Bồ Tát nha bà con. Đó. Đó, 7 vị Bồ Tát ha.
bình hút lộc nha bà con, mình trưng bày đem tài lộc về nhà cho mình ha. Phong thủy rất là tốt luôn cho gia chủ. 54 là chiều cao. Đây. Miệng bình là 13. Đây này khá nhỏ ha. Là 2 gần 3 nha bà con. Đây, em đo cái bụng bình lớn nhất là 89 gần 90 rồi. Đó. Cái bình này em giao lưu với bà con là 1.200.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. 1.200.000 em bao ship toàn quốc một cái bình hút lộc ha. Đây. Cái này cũng gần đây thôi, không phải là quá cũ nha bà con. Rồi cái này mới gọi là cũ nè nha bà con. 30-40 năm rồi ha. Đây là dĩa bông đào nha bà con. Hàng này là hàng Nam Bộ của em. Đó, nguồn gốc xuất xứ là Nam Bộ á. Dĩa này từ xưa có rất là lâu rồi. Có thể lớn tuổi không em. Đây, 10 cái này em giao lưu cho bà con là chỉ 400.000. Em bao ship toàn quốc, bông vẽ tay, rất là đẹp, men gạn hết nha bà con. Đây, đích đây. Cái lô này thì chủ nhà người ta xài, người ta rất là kỹ đó, nên nó còn lành lặn liền lạc rất là nhiều nha. Nó tóc mái hay lỗi thì ít thôi. Đó, cái này chỉ tóc nhẹ thôi nha bà con. Bông màu hồng này nha bà con. Đó, gạn lên nhìn rất là đẹp. Cái này mình đem về mình trưng bày, demo hay là nhìn cũng rất đẹp nha bà con. Đây, 400.000 em bao ship toàn quốc mã số 10 nha bà con. 10A ha, 10 dĩa bông đào. 11A là 10 dĩa con gà nha bà con. Đó. Cái dĩa bông đào đó miệng là 19 nha bà con. Ngang là 19 nha, lọt lòng 19. Cái này cũng 19 luôn nha bà con, dĩa con gà nha. Đây, hàng vẽ tay bởi không cái con nào giống như con nào hết nha bà con. Đây, mình xem nha. Đó, con này nó mập, con này nó vừa ha. Đây. Đây này, cái dấu của người ta làm dấu ngày xưa cho mượn qua lại đám tiệc đâu nè. Đó. Số điện thoại giao lưu của em là 0939442212. 10 cái này thì em giao lưu bà con là 500.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. 10 dĩa con gà khá là lành lặn nha. Đây nó bị tan tí xíu ha. Những cái dòng này thì theo thời gian thì nó phải có ít với nhiều thôi nha bà con. Đó, như gì là nó cũng khá đẹp rồi. Đó. Rồi, 500.000 11 nha bà con. Mã 12, 12 là em có một bộ bình bát tiên của Trúc Lâm Thất Hiền nha. Cái hàng này em chuẩn bị về một số nữa ha. Đó, những cái mẫu này em có. Đó, hàng cũ có, hàng mới cũng có luôn. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn, hoa văn nhìn rất là đẹp luôn. Này vẽ khá là đẹp nét ha bà con, rất là có hồn. Một bộ này em giao lưu bà con giá chỉ 450.000 thôi, rất là dễ chơi ha. 450.000 em bao ship toàn quốc. Đó. Một bộ bình nha bà con. Bình này hởm gài thì em cũng có bán thường xuyên rồi ha. Đó, dòng này em thường xuyên bán hoài ha. Đây, cái chiều cao khoảng 9 nha bà con. Đó, cái dòng bụng. Cái dòng bụng này khoảng 32, cái này mình gót được 2 lần trà nha bà con. Đó, một lần, hơn một lần thôi. Cái này là hàng mới, hàng này hàng mới. Đó, G450.000 em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, mã số 12A. Tiếp tục mã số 13A. Rồi lên luôn đi. 13A. Đó. Là một cặp bình nha bà con. Đó, một cặp bình trà bông đào ha. Hàng này hàng cũng lâu năm rồi ha bà con. Cặp này em giao lưu với bà con là giá 300.000 một cặp thôi. Hàng liền lặn ha bà con, lành lạc. Lành lạc liền lặn ha. Đây, cái này nó te một chút xíu ha, tóc một tí xíu thôi. Đó. Chiều cao cái bình là nó 10, 11, 12 nha. Cái bụng bình vị trí này là 31. Rồi một cặp này em giao lưu bà con là 300.000 mã số 13 nha bà con. Đây nắp ha. Cái này về mình phải vệ sinh chùi rửa lại nha rồi bà con. Đó. Vệ sinh chùi rửa lại ha. Rồi. Đây. Này em bao bà con là 30 năm ăn lên. Mã số 14 em có một cây đàn mang sông ha. Đó. Cái này hơi còn nha bà con, cái này có thể thay bóng vô có thể xài được nha. Nhưng mà em báo giá là thường đi. Đó, chứ đề co đi nha. Chiều cao của đèn là 42. Đó. Đây, hàng này là hàng cũ, em bao cũ bà con, này mới chùi lên nó sáng trưng nha bà con. Cái hàng này mình xài thì nó lâu lâu mình thấy nó ten ten ra thì mình cứ việc mình chà lên cái là nó sáng bóng ra. Hàng rất là đẹp luôn. Đây. 50, hàng này hàng của Trung Quốc nha con, made in Trung Quốc ha, China ha, hàng này cũng khoảng mấy mươi năm rồi. Đó. Này thiếu cái bóng rồi, thấy hơi bơm vẫn còn mạnh nha bà con. Còn hơi mạnh nha. Đó này chắc có thể có bóng mình xài được đó. Rồi cái mã số 14A này,
Cái đèn này rất là đẹp, em giao lưu với bà con là giá là 2 triệu ha, em bao ship toàn quốc ha. 2 triệu đồng em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, rồi đổi. Tiếp tục em có một cây đèn bảo nha bà con, cây này là rất là cũ nha bà con. Đó, cái tim nó vẫn còn nha bà con. Đó, dặn lên dặn xuống có thể châm dầu xài được á. Đó, chiều cao như là 24. Đó. Cái bụng bình dầu này khoảng 30 nha bà con. Đó, cái này ông khó ghim nó vẫn còn luôn nha. Đó, toàn bộ là ghim hết. Đây, người ta từng có quệt quệt vô cái màu khác khác ha. Cái đèn này số 15A em giao lưu bà con là 300.000 em bao ship toàn quốc nha. Mã số 15A. Đó, một cái đèn bảo. Rồi, tiếp tục 16A. 16A em còn một cái bắt điếu nha bà con. Đó, cái bắt điếu này khá đẹp nha. Này, hàng cũng khá cũ rồi nha. Đó, một bộ bát điếu. Đây, như giá hổm gà là giá 1 triệu 3 nha bà con, 16A. Đây, cái miệng của cái bát là 17, chiều sâu là nó 8. Đó, còn cái bụng bát điếu này, cái bụng này là nó 36, gần 37 nha bà con. Đây. Này còn đầy đủ bộ hết trơn nha bà con. Đó. Hàng này rất đẹp ha. Bộ này em giao lưu bà con là giá là 1 triệu 3 em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, dây nhợ cũng còn đầy đủ hết nha. Đây. Rồi 1 triệu 3 em bao ship toàn quốc nha bà con. Một cái bát điếu nha. Đây, miệng thì bọc đồng ha. 17A em có mấy cái tô nha bà con. 2, 4, 5, 10 cái ha. 10 cái tô yêu có này, 2-3 thước tô lộn xộn nha bà con. Đó, cái này thì em bán cho bà con là giá chỉ 500.000 thôi. Đó. Tô này nó tuổi đời khá lâu rồi, có 40 năm ăn lên nha bà con, 15. Đó. Đây. Đó, đây là vết tích lâu năm, đó, nó te nó mà chóc là có nha bà con. Đó. Này giờ mình chỉ trưng bày ha. Đó, mình trưng bày, đó, mình sưu tầm trưng bày cho có nha bà con. Đây. 10 cái này em giao lưu bà con là 500.000, em bao ship toàn quốc, hình như ở ngoài còn cái hai cái nữa, có chốt được em cho luôn nha bà con, em gửi luôn. 18A là có 10 cái dĩa thất hiền nha bà con, dĩa thất hiền nhỏ ha. Đây, cái này em còn số lượng, bà con có cần thì alo cho em ha. Đó, cho em hay. Đó, 16 nha bà con. À, dòng này là nhỏ ha, cái lớn là 19 lần nha. Đó, thất hiền còn khá đẹp ha. Đó, cái này nó còn bị tan cái đường này nha bà con. Đó. Đây, 10 cái này thì em giao lưu bà con là giá 500.000, em bao ship toàn quốc nha. 10 cái dĩa thất hiền 500.000, em bao ship toàn quốc. À. Đó. Cũng khá đẹp nha bà con. Này về chùi rửa bóng lên rất đẹp ha. Đây, em có một cặp Camen. Camen này một cặp thì giá 600.000 luôn đi. Đó, 600.000. Một cặp Camen này đây, cái năm sản xuất là 1966 nha, quá lâu đời nha. Này, hàng của Mỹ nha bà con. Đó. Camen đó khá đẹp luôn. Đây. Này còn rất là thích nha bà con. Đó. Cái này một cái thì nó hơi xét ha, bởi em kêu giá 600 nha bà con. Đó. Này để mình chiên trứng rồi vẫn được ha. Làm nem cơm được nhưng mà chủ yếu mình trưng bày đi. Cái này nó có giá trị gì thời gian. Đó, cái giá trị thời gian nó cao chứ nó thì cũng inox rồi thôi. Rồi, 600.000 em bao ship toàn quốc, mã số 19A nha bà con. Chiều dài là 22, ngang là 18 nha bà con. Đó. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212. 20 20 là một bộ mà nẩm nha bà con. Một bộ nẩm này ha, rất đẹp nha. Đây, rất gọn gàng, mình trưng bày ong câu nha bà con. Đó. Chiều cao là 17. Cái bụng đây là nó 25. Đây khoảng 5 nha bà con, 5-6 nha. Một cặp này thì em giao lưu bà con là giá là 450.000, em bao ship toàn quốc nha. Một cặp nẩm. Đây. Rồi, cặp nẩm này cũng là cuối clip nha bà con. Đó. Cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ những cái thời gian qua. Em chân thành em cảm ơn ạ.